Nguyễn xin mời chào tất cả anh em có cùng sở thích đam mê huấn luyện và chăm sóc chim cảnh, đặc biệt là những cái dòng chim biết nói chuyện, cũng như là chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Khi Nguyễn Vlog. Thì kênh của Khi Nguyễn chuyên chủ yếu về chim cảnh thôi bạn. Thì Khi Nguyễn cũng có tham gia và cũng có thành lập những cái hội, những cái diễn đàn về chim cảnh á. Cho nên là Khi Nguyễn cũng muốn mời tất cả những anh em nào mà có cùng sở thích, hay là những anh em nào mà đang trong cái thời kỳ mùa dịch bệnh ở nhà nghỉ ngơi, thì cũng muốn mời những anh em đó vào những cái hội, những diễn đàn về chim cảnh để mình có thể là tham gia, mình giao lưu, mình học hỏi, chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức trong cái quá trình mà chăm sóc những em thú cưng như thế nào cho nó được tốt. Thì mình cũng rất rất mong được những anh em vào đó để tham gia ha. Thì cái chủ đề ngày hôm nay Khi Nguyễn cũng muốn mang đến cho mọi người là về cái thuốc mà để trị bệnh cho những em thú cưng mà. Thì những người nuôi chim giống như mình thì đa số là mình phải chuẩn bị một số những cái loại thuốc mà đặc trị cho chim cảnh. Đặc trị đây là có thể là con chim nó bị những cái bệnh nào nhiều nhất, thì mình cứ mua sẵn những cái loại thuốc đó về là vào mình để sẵn đây, khi nào mà nó có biểu hiện gì đó của cái việc bệnh á thì mình sẽ cho nó uống. Và đây là cái loại thuốc mà Khi Nguyễn thuộc giả những anh em nào có đã chơi chim rồi thì khá là quen thuộc ha. Cái loại thuốc này thì cũng được những cái bậc mà tiền bối về nuôi chim họ cũng khuyến cáo là mình nên mua cái loại thuốc này mình để dành sẵn ở trong nhà, để khi nào mà con chim mà nó bị một số bệnh như là tiêu chảy nè, phân trắng, phân hồng, rồi phân vàng, rồi bệnh về đường hô hấp như là viêm phế quản, thanh quản, viêm họng, ho hen, rồi các bệnh như là sốt cao, sù lông, xả cánh hay là chân lạnh gì đó. Đó là một số loại bệnh này là rất hay thường gặp đối với những chú chim cảnh. Thì mình sẽ dùng những loại thuốc này và mình để trị cho nó ha. Và đặc biệt ở trong cái hũ thuốc của Khi Nguyễn còn có khá là nhiều. Đây là cái loại mà Metronidazole 250. Đây là cái tiếng Anh mình cũng không rành lắm cho nên là mình đọc nó chạy chạy thôi. Thì cái này là để trị về nấm bệnh cho chim mà. Thì cũng khá là hay. Có nhiều anh em ở trên mạng họ chỉ mình thì mình cũng mua về mình để sẵn thôi. Và mình cũng có cái lọ này. Cái lọ này thì cũng khá là tốt. Và cái lọ này là giống như là cái thuốc gia truyền vậy bạn. Đây là cái lọ này. Bạn thấy hình con chim sẻ hay chứ. Đây này là con chim trồng màu chứ. Đây là sản phẩm này của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ thuốc thú y An Thạnh mà. Thì cái này nó cũng trị về tiêu chảy và khàn giọng cho chim. Nhưng mà cái này thì phải pha nước cho nó uống. Thì nó cũng mà rất là hay. Và bây giờ là hôm trước mình thấy con chim nhồng nhà mình á là nó bị ho bạn. Thì nhiều anh em nuôi chim á là có thể là cái triệu chứng ho của con chim á là, nếu mà nói con chim mà nó bị ho là nhiều người rất là mơ hồ, không biết nó ho như thế nào, nhưng mà mình có tiếp xúc nhiều với con chim là mình mới biết là nó ho như thế nào ha. Sặc vậy đó. Là lúc mà nó đang nó rỉa lông, hay là Nguyễn để ý là lúc nó nghỉ lông rồi là nó thường hay bị ho, là nó chỉ sặc một vài tiếng thôi, giống như là mình nó rất là khó để giải thích bằng. Nhưng mà các bạn nào mà nuôi chim thì mình nên quan sát những chú chim nhà mình ha. Tại vì những cái thay đổi về thời tiết hay là như cái môi trường sống như thế nào thì để làm cho con chim nó sẽ bị ho, nó sẽ bị bệnh như vậy. Thì mình hãy chú ý mình quan sát nó và mình sẽ biết được là con chim nó ho như thế nào. Nó cái biểu hiện nó khá là khó chịu, nó rỉ lông rồi là nó cứ sắc. Và nó ho không phải là ho thành tiếng như con người mình. Nó ho cái cách theo như con chim vậy. Đó, thì nó vui với bạn vậy thì mình đã phát hiện ra là nó đã bị bệnh rồi bạn. Giống như là này thì nó cũng không ho nhiều lắm đâu, nhưng mà mình đã biết nó bệnh rồi thì mình sẽ trị bệnh cho nó thôi.
Đây, cái loại này là loại viêm âm thanh thì nó trị được tất cả các loại bệnh, giống như đây là thần dược của người nuôi chim như vậy đó. Thì cái loại này là mình cho uống thì từ 1 đến 2 viên cho 1 kg thể trọng đó, cho 1 kg thể trọng nha. Thì ngày uống 2 lần, bệnh nặng thì có thể dùng đến từ 3 đến 4 lần trên một ngày đó. Thì ở trên đây là nó có để chỉ dẫn hết, thì anh em nào mua thì mình, nếu mà mình cho uống thì mình cũng nên coi cái hướng dẫn sử dụng ở trên đây. Bây giờ thì mình thấy con chim mình nó cũng bị nhẹ thôi, bây giờ mình sẽ cho nó uống 1 viên, rồi khi Mỹ sẽ quan sát, phải sẽ theo dõi nó thử coi là nó có hết hay không, rồi sau đó mình sẽ làm một cái video để mình hướng dẫn anh em về cái cách mà trị bệnh ho cho em chim chim nhồng nhà mình ha. Giờ mình sẽ bắt nó ra và mình cho nó uống thôi. Đây là cái biểu hiện của bệnh nha bạn, đây là nó ỉa ỉa phân mà nó dính đít đó nè. Đây là một cái bệnh ha, bệnh về tiêu chảy nữa nè. Thì anh em nào nuôi chim thì mình cũng nên chú ý ha, cái này là mình cũng không nên là bỏ qua, mình vẫn phải cho nó uống thuốc thôi. Đây là cái loại thuốc viêm âm thanh nè, thì nó trị luôn cái phần mà tiêu chảy cho con chim luôn đó, cho nên là anh em nào mà cho nuôi chim thì cũng nên biết ha. Đó, là mình đã cho em chim mình nó uống xong cái thuốc rồi bạn. Thì để một thời gian thứ để cái chiều mình cho nó uống thêm 1 lần 2 lần nữa thì coi là nó có cải thiện được hay không. Thì mình thấy là nó vừa bị ho, nó vừa bị ỉa phân, mà giống như là ỉa cái phân mà nó dính đít, nó là các bạn nên chú ý ha, thận trọng trong cái việc việc đó. Mình mà bỏ bỏ qua cái việc mà quan sát như em thú cưng nhà mình nó có biểu hiện bệnh như thế nào á là cũng khá là nguy hiểm. Nếu mà thứ nhất giống như là cái bệnh mà về cái bệnh sù lông, bệnh mà bị cảm lạnh á đó, nếu mà các bạn không phát hiện kịp á là nó chỉ trong vòng 1 ngày thôi là con chim mình nó sẽ xuống sức, và nhiều khi các bạn cứu chữa không kịp thời nó sẽ chết ha. Thì nuôi những cái dòng chim này là bạn nên chú ý, đừng bỏ bê nó trong vòng 5 3 ngày, thì lúc đó nó mà bị bệnh là nó chết lúc nào mình không hay được. Bạn thấy giờ nó uống thuốc vô thì nó cũng khá khá là bình thường. Con chim này là nó là chiên chiên nhút nhát luôn, nhưng mà mình đã thuần nó, mình đã tập cho nó quen bằng cái cách là đưa tay vào khi 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 nó đói, mình sẽ lấy hết những thức ăn ra để nước uống thôi. Mình đưa tay vào lúc nó đói, mình cầm thức ăn trên tay mình và nó mổ, nó ăn từ 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 dần dần, nó đã dạn dĩ hơn rồi. Các bạn thấy giờ mình đưa tay vào nó không có tung lồng, nó không có bay nhảy gì nữa đó. Cho nên là anh em nào mà nuôi chim thì mình nên luyện luyện cái tính kiên nhẫn, kiên trì tập luyện cho nó, thì có một ngày nào đó nó sẽ thành công thôi. Rồi thì mình cũng xin cảm ơn anh em và mọi người nãy giờ đã theo dõi cái video của mình về cái hướng dẫn anh em cái cách mà để trị bệnh cho những em thú cưng như thế nào cho được tốt ha. Thôi một lần nữa xin cảm ơn anh em và mọi người đã theo dõi cái video, chúc anh em và mọi người vui và thành công trong cuộc sống nha.